Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sitemap. Thì sitemap này nó sẽ phục vụ cho nhiều mục đích. Thì mục đích chính của chúng ta ở đây sẽ sử dụng để khai báo cho Google Console. Thì khi mà khai báo cho Google Console thì website của chúng ta sẽ được index nhanh hơn ở trên Google. Và hiện đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số cái cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng, như là cấu trúc tag hoặc là cấu trúc custom name. Nó sẽ có sẵn ở trên hệ thống của các bạn. Nếu mà các bạn có một cái custom domain là cái store riêng của các bạn ấy, thì các bạn có thể sử dụng nó và nó sẽ rất là tiện và có ích. Thì ok, thì để vào cái đầu tiên là chúng ta sẽ tạo sitemap trên Semrush trước. Thì cái số 1, đầu tiên các bạn sẽ vào store phone và các bạn ấn vào cái website mà các bạn muốn tạo sitemap. Các bạn sẽ ấn more và ấn manager sitemap. Ở đây các bạn có thể read sitemap. Rồi ở đây các bạn để manual cho mình nhé. Đấy, thì các bạn có thể tạo bằng file CSV hoặc là các bạn cứ tạo đi. Ở đây mình sẽ tạo trước. Read. Rồi, sau khi create thì nó sẽ ra một cái sitemap như thế này cho chúng ta. Và khi đó mình sẽ ấn vào view. Và đây ví dụ như là sitemap thì mọi người chỉ cần tạo theo collection, theo link tag, thì con bọ của Google nó sẽ chui vào các cái collection này của mình. Nó sẽ xem cái collection này nó có những link nào và cái con bọ đấy nó sẽ chui vào từng link một và nó sẽ cứ luẩn quẩn ở trong website của chúng ta thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy cái ví dụ như mình khai báo collection blanket này. Mình sẽ vào đây mình add blanket vào. Và đây lưu ý với các bạn là chúng ta chỉ nên khai báo link động thôi. Tức là như nào, chúng ta sẽ không nên copy cả cái đường dẫn này. Và các bạn chỉ cần để thuộc đằng trước cho mình thôi. Và sau đó hệ thống sẽ tự nhận diện cái domain store của các bạn. Để sau này các bạn có thay domain thì cái sitemap này các bạn sẽ không cần phải tạo lại nữa. Đó, và đây mình add này. Đó, xong mình quay ra này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có link sitemap. Các bạn sẽ có thể ấn xem. Đó, thì nó sẽ tạo ra một cái sitemap như này là blanket này. Thì nó sẽ tự động lấy cái custom domain của các bạn để chèn vào đằng trước. Rồi, tiếp theo nó sẽ có một cái link sitemap tổng. Nó ở bên này. Đấy, các bạn ấn vào thì nó sẽ ra tất cả các link sitemap của các bạn. Ví dụ như là cái link sitemap ID là 102 này của bạn là general ấy. Thì nó sẽ ở đây luôn. Các bạn tạo nhiều sitemap thì nó sẽ vào cái link sitemap tổng này cho các bạn. Các bạn có thể khai báo với Google Console sitemap tổng hoặc sitemap lẻ như này. Thì đấy là tùy mục đích của các bạn. Ok, tiếp tục. Mình sẽ dẫn các bạn cách thêm import theo CSV. Thì ở đây file CSV thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. File CSV thì chúng ta sẽ ví dụ như ở đây mình có rất là nhiều danh mục. Mình sẽ để các cái danh mục đấy vào cột đầu tiên thôi. Đấy, và lần lượt. Rồi, ok. Ví dụ như này. Và sau đó mình sẽ up file CSV này lên thôi. Rồi, mình sẽ import file CSV. Vâng. Vậy là nó đã import cho chúng ta những cái collection của chúng ta vào để tạo thành một cái sitemap. Đó. Các bạn có thể kiểm tra. Rồi, và nó đã tạo ra một cái sitemap với cái link collection của chúng ta đã chọn rồi. Vậy là chúng ta đã tạo xong sitemap. Thì các bạn có thể khai báo link sitemap tổng hoặc link sitemap riêng lẻ như này. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn các cái cấu trúc đường dẫn tag của hệ thống. Tức là ví dụ như này. Đầu tiên các bạn sẽ để tag, rồi đến keyword, rồi đến sản phẩm mà các bạn muốn hiển thị ra. Thì cái cấu trúc tag này nó sẽ như sau. Các bạn đã xuống này, tag, xuống keyword. Keyword ở đây ví dụ như các bạn muốn để là a giờ đây, thì nếu mà dấu cách thì các bạn sẽ ship dưới, xong các bạn gạch ngang là cái loại sản phẩm mà các bạn muốn hiển thị cái tag ra, thì các bạn gạch ngang. Ví dụ ở đây mình là mất, hoặc là ví dụ như là t gạch search. Ok, rồi mình enter. Rồi, ví dụ như ở đây mình website của mình không có từ khóa phát giờ đây. Thì
mình sẽ để là, à các bạn lưu ý một chút là cái tên sản phẩm này nó phải đúng với cả tên của Samprint nhé. Ví dụ như cái áo t-shirt nó là standard t-shirt này đó, thì ở đây ví dụ như mình sẽ lấy từ, mình sẽ test thử từ testing, rồi xong sau đó gạch ngang đến kiểu sản phẩm đó, mình enter đấy thì nó sẽ ra cái trang tag này cho các bạn, thì các bạn có thể hoàn toàn có thể dùng cái trang này để khai báo đấy, khai báo để tạo sitemap ví dụ như là mug. Thì ở đây ví dụ như các bạn sẽ có thể ghép chuỗi bằng Excel để các bạn có thể, ví dụ mình sẽ liệt kê hết tất cả các cái danh sách sản phẩm ra, mug này rồi standard t-shirt này đó, và đây mình có rất nhiều từ khóa, ví dụ như là từ khóa đã rồi và giờ đây rồi, ok mình sẽ repeat dấu cách, mình dấu ship trừ, rồi ở đây mình sẽ cho nó là standard t-shirt này, rồi thì mình sẽ ghép chuỗi như sau, mình sẽ bằng suộc tag suộc rồi và cái từ khóa và gạch ngang standard t-shirt đấy, vậy là mình đã xong một cái định dạng file tag đấy, hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ dùng cái này để import lên sitemap đó. Thì tương ứng với cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cấu trúc thứ ba, đó là cấu trúc custom name. Thì ở đây website nào các bạn cũng có, các bạn chỉ cần gõ là, các bạn sẽ gõ custom gạch name rồi sổ xuống. Bây giờ ví dụ như mình muốn áo, bán áo cho James, rồi mình sẽ gạch ngang kiểu sản phẩm là unisex hoodie chẳng hạn, enter đó, vậy là nó đã ra cho chúng ta những cái mẫu custom name để bán áo cho James. Thì tương tự như thế, ví dụ như các bạn có một danh sách tên James, John, Harry. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ ghép chuỗi, ví dụ như ở đây mình kiểu sản phẩm là unisex hoodie. Rồi mình cũng sẽ ghép chuỗi bằng suộc custom name suộc và từ khóa là name, là từ khóa là name này, rồi và dấu gạch ngang và kiểu sản phẩm đó. Vậy là bây giờ mình cũng sẽ cấu hình cái, mình cũng có thể hoàn toàn import cái sitemap này. Và các bạn sitemap thì các bạn phải nhớ là để cột đầu tiên thôi nhé. Đó. Thì các bạn sẽ import lên thôi. Rồi, thì bài hướng dẫn của mình cũng khá dài rồi, thì hy vọng là các cái cấu trúc và các cái tạo sitemap này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc bán hàng. Xin cảm ơn các bạn.